Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký quyết định phê duyệt và công bố kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường (PIP) của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, trong đó thành phố Đà Nẵng dẫn đầu cả nước với tổng điểm đánh giá theo bộ chỉ số PIP là 79,82 điểm. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố, qua đánh giá 26 chỉ số của Bộ Chỉ số PEP, Đà Nẵng có tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 88,2%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phát sinh nước thải từ 50 mét khối một ngày, 24 giờ trở lên có công trình thiết bị hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 98,68%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt 100%. Tỷ lệ cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường là 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đạt 100%. Tỷ lệ phân loại chất thải rắn tại nguồn từ 80 đến 82%, tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, hợp vệ sinh là 100%, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 100%, tỷ lệ diện tích đất của các khu bảo tồn thiên nhiên đã được thành lập trên tổng diện tích đất quy hoạch cho bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đạt 100%, tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động sự nghiệp bảo vệ môi trường đạt 6,15%.